đâu nha. Chào mừng anh em quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay Linh khoe một em Iguana Greenhead Hybrid. Thì cái dòng Greenhead Hybrid này thực sự ra nếu mà kiểu hình của nó thì nó chẳng khác gì một con green bình thường đâu nha anh em. Nhưng mà gen của nó là gen Hybrid. Thì khi mà anh em lai tạo hai con này với nhau á, thì nó sẽ có khả năng là ra 50% là ra cái con Hybrid này lại, và 25% là ra con Abinot. Cái con đó gọi là Green Hybrid á, nhưng mà trong cái giới cái Iguana thì gọi là Abinot. Thì anh em mà muốn chơi cái dòng này để lai tạo á, mà có cái gen này á, thì nên mua những cái chải uy tín. Tại vì như là Linh đã nói thì cái kiểu hình nó không khác gì một con green bình thường nha anh em. Đó, thì nên anh em lựa những chải uy tín. Thì Linh chọn chải Nam Ngô Farm. Đó với Linh là anh Nam Ngô là rất có uy tín trong giới. Thì điều Linh muốn nói thứ hai hôm nay á, là về con Igun này. Thì cái con Igun này là một cái nó một trong những cái tính của nó Linh thích á, là rất là hung hăng. Hôm bữa Liêm chơi á, nói chung là Liêm mới chơi thì Liêm thích những cái bé hiền để mình dễ bắt. Nhưng mà thật sự anh em chơi lâu anh em sẽ thích những con hung hăng. Vậy vì sao? Nó hung hăng thì nó mới kè. Còn những em hiền thì nó mới kè đâu nha anh em. Khả năng mà nó kè ít lắm nên nó sẽ không có cái dáng đẹp. Tại vì khi lúc nó kè nó sẽ bơm máu lên gai, bơm máu lên cơ bắp của nó. Thì càng ngày nó sẽ phát triển những cái bộ phận đó, gai nó sẽ mập to và đứng đó. Kèm theo nếu anh em cứ chịu khó vuốt như vậy nè đó, thì em nó sẽ có một cái body rất là đẹp và ngầu đó. Thì anh em qua bên anh Nam Ngô Farm thì anh em sẽ được lựa thoải mái nha anh em. Đó, anh rất là hiền và dễ thương đó. Và nói chung là về mức độ mà tin tưởng về gen của anh Nam Ngô thì ok rồi, khỏi bàn tán đó. Thì anh em cứ qua bánh lựa mà mua. Dạ lấy đi anh. Dạ anh đối diện nhà mình đó mà, anh qua anh lấy khẩu trang. Thì quay lại với chủ đề là cái con Igun này, thì nó khi mà nó kè đó, anh em cho nó kè đó, thì những bé hung hăng nó sẽ kè rất là đã, và nó sẽ bơm, y như nó tập thể dục nó bơm lượng máu lên thì nó sẽ phát triển được rất là nhanh. Còn đối với những em hiền nó không chịu kè thì cái body của nó sẽ nhìn hiệu quả lắm. Nó cũng như con người mà anh em, chăm tập thể dục thì body sẽ đẹp, còn nếu mà cứ ì ạch vậy thì body sẽ xấu, thịt nó sẽ nhão ra nha anh em. Đó thì một cái con Igun đẹp thì kỳ trước mình đã nói để mà anh em lựa rồi. Thì như Liêm thích ở cái con này nè, anh em để ý ra thấy không, nó có gai mũi để xa xa đó, nó có cái gai mũi này nè, máy này nó lấy nét chậm đó nè, đó nó có cái gai mũi này phải không. Thì gai mũi này khi nó lớn nó cao nó sẽ nhọn lên nhìn rất là ngầu. Và những con ba gai mũi thì vô cùng đẹp. Yếm á thì anh em thấy không, tròn, rất là tròn, nên rất cực kỳ để mình thích yếm tròn. Và yếm của con này thuộc dạng là vừa đủ, không có thuộc dạng yếm khủng đó, toàn diện. Đối với Liêm là con em bé này là em bé toàn diện, và không biết màu của nó sau này có bị bể không thôi. Bởi với lại chủ yếu là cái con này Liêm lai tạo để Liêm lấy cái gen hai bồ thôi mà, màu có bể không bể kệ đó, miễn nó body nó chuẩn, nó không tập lỗi là được đó. Thì hôm nay nói về động vật như đây thôi. Thì Liêm cũng muốn nói về cái hiện tượng của xã hội bây giờ, đó là dịch cúm tàu. Liêm kêu là cúm tàu nha, chứ Liêm không kêu Covid vậy đó. Thì nói chung là kinh tế mà bị ảnh hưởng bởi cúm tàu thì rất là nặng. Mọi người đều ảnh hưởng, nhà nhà đều ảnh hưởng. Thì đối với bản thân Liêm á, thì nói chung là bị cũng như là ảnh hưởng rất là nặng. Tại vì thứ nhất đó là mình làm ăn thì mình mượn ngân hàng. Thì dịch này thì các bạn cũng biết, ngân hàng thì mình vẫn đóng đủ, có tiền nước, tiền này nọ kia, nhưng mà trong khi đó sản phẩm là coi như là đứng hết rồi, không có ra bất cứ cái mảng nào của Liêm làm, về xe cộ hay là về cá mắm hay là về bò sát gì cũng vậy, nó cũng đứng hết, không có cái, nói chung là không có cái mảng nào mà còn thu nhập hết, nên gần như là rất khó khăn. Nhưng mà Liêm khuyên anh em mọi người á, khó khăn như vậy á, cũng không phải là mình đi lung tung để mình kiếm cơm được. Thì mình nói thì nói khó khăn, rất là khó khăn, nhưng mà đối với những người mà như anh em mình kinh doanh đó, thì mình hạn chế ra đường, thì chỉ ra đường để mình mua lương thực thôi. Còn cái việc mà tiếp xúc bạn bè hay là bất cứ cái mảng gì thì chúng ta nên bỏ hết, vì chúng ta phải đồng lòng á, thì dịch bệnh này nó mau hết được. Ít nhất là bây giờ thủ tướng đã ra lệnh rồi 14 ngày, thì nếu chúng ta ai cũng thực hiện đúng tới 14 ngày đó thì nó sẽ dịch nó sẽ hết, và chúng ta sẽ có kinh tế trở lại, và chúng ta sẽ tự do đi lại trở lại, thì mọi người cũng sẽ đồng lòng. Thì sẵn đây Liêm muốn nói với các anh em bạn hàng của Liêm, những người đã từng ủng hộ Liêm và là những người có thu nhập nói chung là nó thấp, thì Liêm có đang tặng 1.000 cái khẩu trang ở 20 đường số 9 Linh Sơn Thủ Đức tại Râu Awa Shop. Thì mọi người có thể qua đây lượm, ai cần thì cứ lấy về xài
nha, mỗi người 5 cái hoặc 10 cái. Nếu bản thân mà anh chị em nằm ở một mình thì lấy 5 cái thôi. Còn ví dụ như mà chúng ta mà có gia đình thì chúng ta lấy 10 cái để về cho vợ và con chúng ta xài. Thì nói chung là đây là hữu ích lòng nhiều, nhưng mà nó chung tay thì nó góp phần mà đẩy lùi cái dịch cúm tàu này. Thì mong là nó sẽ sớm qua, vì nó ảnh hưởng với chúng ta đã quá nhiều rồi. Đó, thì anh em nếu mà có bạn bè gần khu vực Thủ Đức, Quận 9, Dĩ An, Bình Dương mà có thu nhập thấp không có thể hoặc là không tìm mua được khẩu trang thì ghé 20 đường số 9 Linh Xuân Thủ Đức để mà lấy nha. Đem để một cái thùng tặng trước cái cửa của shop luôn, thì mọi người cứ ghé đó mà lấy, không cần thông báo gì hết, cứ ghé đó mà lấy, tại vì đem để sẵn hết rồi. Anh em mà cứ ghé là mọi người lấy một bịch nếu mà có gia đình, thì còn nếu mà ai chưa có gia đình thì mình lấy 5 cái thôi đó. Hoặc là nếu ví dụ như chúng ta không phải là vợ con nữa mà chúng ta có ba mẹ ở nhà thì chúng ta cũng có thể lấy một bịch để chúng ta chia sẻ đó. Còn ví dụ như anh chị em nào mà có rồi mà thấy cái điều này của Liêm làm á có ý nghĩa thì chia sẻ cho Liêm. Liêm muốn là nó nhanh đến cái nhiều tay mọi người để chúng ta có thể tự bảo vệ sức khỏe của chúng ta và đẩy lùi cái dịch cúm tàu này thật là nhanh. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã coi video clip này. Xin chào mọi người nha con. Chào mọi người. Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ, thật nhiều sức khỏe và mau vượt qua cái cúm tàu. Chào mọi người. Xin chào anh em. Mình là Liêm Đâu nha. Chào mừng anh em quay trở lại vlog của mình. Thì hôm nay